trong tuyên bố chung tại cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 16 quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, UNRWA. Tuyên bố nêu rõ, việc Israel thực hiện luật cấm UNRWA là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời làm tê liệt toàn bộ công tác hỗ trợ nhân đạo ở Gaza, vốn dựa trên cơ sở hạ tầng của UNRWA. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi thư cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối các đạo luật cấm UNRWA. Động thái này diễn ra sau khi người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới tuyên bố sẽ đưa vấn đề này lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên. Tới nay, khoảng hơn 120 quốc gia tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã lên tiếng ủng hộ UNRWA. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng quyết định cấm UNRWA của Israel có thể gây ra nhiều hậu quả. Chính phủ Đức chỉ trích dự luật trên, cảnh báo việc thực hiện luật này cũng sẽ cản trở những nỗ lực nhằm mang lại hòa bình cho Trung Đông. Trước đó, Quốc hội Israel đã phê chuẩn hai đạo luật cấm UNRWA hoạt động bên trong lãnh thổ Israel và lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Đạo luật đầu tiên nêu rõ, UNRWA không được phép vận hành bất kỳ tổ chức nào, cung cấp bất kỳ dịch vụ nào, hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động nào, dù trực tiếp hay gián tiếp ở Israel. Đạo luật thứ hai cấm hoàn toàn quan chức và cơ quan chính phủ Israel liên lạc với UNRWA, đồng thời cấm các công chức và cán bộ Israel cung cấp dịch vụ hoặc giao dịch với nhân viên UNRWA.